Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cả dãy nhà cháy bên kênh Tàu Hủ, người dân bỏ của chạy lấy người. Rạng sáng ngày 2 tháng 4, lực lượng chức năng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi ven kênh Tàu Hủ trong hẻm đường Phạm Thế Hiển, phường 2. Vụ hỏa hoạn diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ, đa số những người có nhà bị cháy đều thiệt hại lớn về tài sản vì họ không kịp đưa ra ngoài. Có người chỉ cố vội được ít giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà rồi bỏ chạy ra ngoài. Có người nhà bị cháy sạch không còn gì, chỉ vỏn vẹn mỗi bộ đồ mặc trên người, thậm chí có người không kịp mang dép mà chạy ra ngoài. Lúc 19 giờ 40 phút tối ngày 1 tháng 4, khói lửa bùng lên tại một bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau căn nhà không số ở trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, sát mép kênh. Vấn đề là lửa cháy nhà lan rất nhanh, chữa cháy tại chỗ không dập nổi. Có nhà ở sát vách, bà Nghĩa 40 tuổi kể, vào thời điểm cháy bùng lên, bà ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán bên ngoài và cảm nhận được sức nóng, mùi khói đang lan tỏa nhanh. Từ cửa sổ nhà mình nhìn xuống, bà bị choáng ngợp bởi ngọn lửa bùng dữ dội, đỏ rực tại xưởng gỗ cạnh nhà. Bà Nghĩa liền nhanh tay, bỏ mớ giấy tùy thân vào giỏ sách chạy khỏi nhà. Bà Nghĩa cho biết thời khắc đó bà không còn nhớ tiền bạc hay tài sản có giá trị để ở đâu. Mang được giấy tờ ra ngoài đã là mừng lắm. Người phụ nữ nói tâm trạng vẫn chưa hết hoang mang. Hơn 22 giờ khuya, ngồi bệt trước con hẻm xảy ra vụ cháy, bà Liên, 61 tuổi, với vẻ mặt mệt mỏi, thất thần cho biết nhà của bà đã bị ngọn lửa nhấn chìm hoàn toàn, cháy rụi. Bà cho hay thời điểm cháy, bà đang ở trong nhà cùng đứa con nhỏ thì nghe tiếng la hét thất thanh gần đó. Bà chạy ra nhìn về hướng kênh thì thấy ngọn lửa đỏ rực, bao trùm cả một vùng trời. Bà liền vội hô hoán mọi người xung quanh đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa lan rất nhanh, ập tới nhà bà chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Lửa cháy nhanh lắm không kịp dập, chữa cháy tại chỗ không có gì dập nổi. Tôi vội ôm đứa con bỏ chạy, được vài bước chân nhìn lại thì căn nhà đã bị ngọn lửa bao trùm. Bà liền kể buồn bã. Chỉ xuống đôi chân của mình, bà Liên nói lo ôm con bỏ chạy nên không kịp mang dép, giờ đi chân trần. Người phụ nữ 61 tuổi cho biết tuy nhà bà không có nhiều tài sản giá trị, nhưng số tiền tích góp cùng giấy tờ quan trọng để trong tủ quần áo cũng bị cháy rụi. Nhiều gia đình suýt cháy rụi nếu cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm vài phút. Bà Lý 40 tuổi, có nhà trong hẻm xảy ra hỏa hoạn cho biết, thời điểm ngọn lửa bùng phát, bà ở trong nhà cùng hai người con. Nghe nhiều tiếng hô hoán bên ngoài nên bà chạy ra nhìn lên trời thì thấy lửa đỏ rực, cuồn cuộn đang lan nhanh về phía nhà mình. Bà Lý vội chạy vào nhà gọi hai người con ôm đồ đạc có giá trị chạy ra ngoài. Ngọn lửa sau đó lan nhanh gần đến nhà của bà nhưng không có gì ngăn nổi. Bà rất lo sợ căn nhà của mình sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Hơn 10 phút trôi qua, bà nghe tiếng xe cứu hỏa đến và may mắn cảnh sát phòng cháy chữa cháy phun nước ngăn cháy lan. Căn nhà của bà Lý được bảo vệ an toàn, ngọn lửa được dập tắt. May mắn có người ngồi nhậu trước con hẻm, xảy ra vụ cháy nên khi ngọn lửa vừa bùng lên thì có người hô hoán tôi mới biết và cùng hai con chạy ra. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới trễ vài phút nữa là nhà tôi bị cháy rồi, bà Lý chia sẻ. Còn chị Trương Kim Yến, có hai căn nhà trong hẻm bị cháy rụi. Thời điểm cháy có nhiều thanh niên phát hiện kịp thời nhưng không có gì ngăn cản được ngọn lửa đang lan nhanh từ những căn nhà chứa gỗ cũ. Gỗ khô khi đã cháy rồi thì không có gì dập nổi, chị Yến nói. Là người gọi điện cho 114, anh Nam 35 tuổi cho biết vừa phát hiện lửa bùng lên và cháy lan, mọi người cuống cuồng cầm bình cứu hỏa tới chữa cháy nhưng không ăn thua. Thấy vậy anh nhanh tay rời ô tô của mình và các chướng ngại vật ra khỏi con hẻm 124 để thuận tiện đường đi cho lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường. Theo anh Nam, khu vực cháy có nhiều nhà dân trữ đổ gỗ cũ để buôn bán, không đảm bảo an toàn phòng cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Anh và nhiều hộ dân khác đã nhiều lần nhắc nhở, kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết. Cập nhật từ VTC News, vào rạng sáng ngày 17 tháng 2, một căn nhà nằm trong hẻm trên đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy khiến 4 người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, đám cháy lớn xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội, kèm theo tiếng nổ. Đám cháy lan sang hai nhà bên cạnh, khiến một căn bị cháy, một căn bị ám khói. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 10 phối hợp với nhiều đơn vị khác điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1 tại ngôi nhà kinh doanh hoa trên phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn nhà là nơi sinh sống của 5 người trong cùng một gia đình. Vụ cháy khiến vợ chồng ông NDH tên viết tắt sinh năm 1954, bà DTH tên viết tắt sinh năm 1961 cùng hai cháu NBTT tên viết tắt sinh năm 2014 và NBHP tên viết tắt sinh năm 2017 tử vong. Cảnh sát xác định cả 4 nạn nhân tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều. Người sống sót duy nhất sau vụ hỏa hoạn là chị NMH, tên viết tắt, sinh năm 1988, con ông NDH. Chị H thoát nạn nhờ trèo qua ban công tầng 4 sang ban công nhà bên cạnh, sau đó được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận đưa xuống dưới an toàn. Báo Dân Trí đưa tin rằng sáng ngày 15 tháng 1, tại ngôi nhà kinh doanh hoa tươi và hoa lụa trên phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra một vụ cháy lớn khiến 4 người tử vong. Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm ông NDH sinh năm 1954, chủ hộ, bà DTH sinh năm 1961, vợ ông H, cháu NBTT sinh năm 2014 và cháu NBHP sinh năm 2017 là hai cháu ngoại của ông H, tên các nạn nhân viết tắt. Sau khi ngọn lửa dập tắt, xung quanh ngôi nhà rất đông người dân có mặt, bàng hoàng, xót xa trước vụ việc thương tâm. Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy, anh VVH, tên viết tắt, hàng xóm chia sẻ. Như mọi ngày, khoảng 4 giờ sáng, anh thức dậy để đi tập thể dục quanh khu phố phường Hàng Mã. Đến khoảng 4 giờ 40, anh nghe thấy tiếng ồn cùng mùi khét nên chạy ra phố Hàng Lược xem, thì thấy khói đen đã bao trùm ngôi nhà số 4. Lửa đang bốc lên từ tầng 2, anh H đoán lúc này người trong nhà đang ngủ say nên đã hô hoán để thông báo cho người bên trong biết. Anh H nói, vài phút sau, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy. Công an có mặt rất nhanh nên ngọn lửa không kịp lan sang nhà bên cạnh cũng đang chất đầy nhựa dễ cháy. Nhân chứng cho biết, trong lúc ngọn lửa đang bốc cháy, một người phụ nữ trẻ kịp thời chạy ra ngoài và được lực lượng chức năng ứng cứu nên thoát nạn. Cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy, bà Thủy ở đối diện ngôi nhà xảy ra cháy cho biết, khoảng 6 giờ cùng ngày khi đang ngủ trong nhà, bà bất ngờ người thấy mùi nhựa khét. Theo bản năng, người phụ nữ bật dậy rồi chạy xung quanh nhà để kiểm tra, nhưng chỉ thấy khói bốc từ bên ngoài vào. Bà Thủy kể lại, khi đó khói đen mù mịt bốc thẳng vào nhà tôi. Thấy vậy, tôi liền chạy lên tầng để thông báo cho con trai. Khi chạy ra ngoài, thì thấy ngôi nhà của ông NDH tên viết tắt, phía đối diện đang bốc cháy ngùn ngụt. Tôi hô hoán mọi người chạy qua chữa cháy. Cũng theo nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, bà nhìn thấy ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của căn nhà số 4 Hàng Lược. Thời điểm đó, trong nhà có 5 người, gồm hai ông bà già cùng con gái và hai cháu ngoại. Bố của hai cháu đang đi công tác xa. Có mặt tại hiện trường vụ cháy, ông Nguyễn Lương Thiện, 31 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, chú ruột của hai cháu, không cầm nổi nước mắt khi nhận tin dữ cả hai cháu trai cùng bố mẹ chị dâu đã tử nạn. Theo anh Thiện, khoảng 9 giờ sáng nay, khi đang đi làm, anh nhận được điện thoại từ chị dâu là chị NMH, tên viết tắt, sinh năm 1988, thông báo nhà của vợ chồng anh chị xảy ra hỏa hoạn. Khi đó chị H đang được cấp cứu trong bệnh viện, chị nói không rõ ông bà và hai con sống chết ra sao. Anh Thiện đau xót nói, qua lời kể của chị dâu tôi biết được, thời điểm cháy trong nhà có 5 người. Lúc đó chị dâu tôi may mắn nhảy thoát ra được từ ô cửa sổ tầng 3, không phải thoát qua ban công tầng 4 như tin ban đầu, phóng viên. Còn hai cháu và ông bà thông gia không kịp chạy thoát. Anh trai tôi thì đang đi công tác nước ngoài, giờ đi về cũng phải mất vài ngày. Theo anh Thiện, chị dâu anh đang cấp cứu tại bệnh viện St. Paul. Hiện chị H vẫn chưa nắm được thông tin về hai người con trai cùng bố mẹ mình. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà của bố mẹ chị H. Theo cơ quan công an, người duy nhất sống sót trong vụ cháy là chị NMH. Thời điểm xảy ra cháy, chị H đã hướng dẫn cả gia đình đi từ tầng 3 lên tầng 4 để ra ban công thoát qua nhà bên cạnh. Nhưng không hiểu sao cả 4 người lại bị mắc kẹt lại. Công an Hà Nội thông tin, chị H không hiểu sao ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới, dẫn đến sự việc đau lòng trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.